đó đó, một cá trôi hai nữa người nữa là cá rô phi các bạn ạ. Đó chắc rô phi rồi. Phi ra trôi đây. Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay mình lại tiếp tục câu cá các bạn. Hôm nay mình vượt 60 km câu cá ở đập sông Rây nha các bạn. Đó, hiện tại là mình đến đây lúc là 1 giờ đêm nha các bạn. Đó, hôm nay mình đi sớm nha, sớm mới kịp thời gian. Đó, đúng lại là hiện tại bây giờ là cái mùa này là cái mùa nước đang lên rất là cao luôn. Chỗ mình câu nó rất là cao luôn, rất là nhiều cỏ các bạn. Hồi tối hôm qua giờ mình canh cái phao mà cần tay canh hoài không được, quăng xuống là dính cây, quăng xuống là dính dính cỏ các bạn à. Đó, hôm nay là mình câu có 2 cần lăn xê thôi, với lại đi theo hai bạn nữa, bạn thì ông câu thêm vài cần nữa, khoảng 8 cần nữa. Đó, chung lại là hôm nay chủ yếu là mình đi vượt xa thử một chuyến để hy vọng kiếm được những cái pha cá nó ăn hấp dẫn để quay cho mọi người xem. Đó, bây giờ mình sẽ review lại cái điểm câu của mình và cái chỗ mình đang câu nha. Đây, đây là cái đường đi xuống cái điểm câu của mình. Đó, rất cỏ rất là nhiều nha các bạn, cỏ và đá. Đây, đây là cái đập sông Rây. Cái bãi này là cái bãi Lâm Sang, còn mà phía ở ở bên bên phía bên kia có cái bên kia là Bào Lâm. Đó, đây là cái chỗ mình đi hồi tối hôm qua. Mình đi rất là cực nha các bạn. Hôm nay thử cực một chuyến coi. Tại vì lần đầu tiên mình đi qua bên này á, không biết cái đường đi như thế nào, qua chỗ đi thế nào hết. Mình nó lội lội cặp mé 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 mình đi qua bên đây. Rất là cực nha các bạn. Hy vọng là thành công nha. Đây xe mình để không được ngắn nè, để nghi luôn nè. Đấy, đây là xe của hai ông bạn mình nè. Đây là cái điểm câu của mình nè. Đó, bạn mình câu bên đây là 4 cây và có 2 cây cần tây. Đây, tối mình nhóm lửa, ông bạn mình đang ngồi chờ canh cá nè. Hồi tối mình cũng xảy con cá cũng to lắm các bạn nè, kéo bây giờ nó rót luôn mà quay không dính. Đây, bạn mình câu 3 cây, mình câu có 2 cây lăn xê thôi nè và 1 cây cần tây. Đây, hello mọi người. Đó, ok, đây cái điểm nè, rất là dơ luôn các bạn. Tí nữa mình cố gắng mình mà nắng lên á, mình dọn cho nó sạch sạch xíu các bạn, để quay video các bạn đỡ nó hấp dẫn xíu, chứ nó dơ quá các bạn xem các bạn cũng không thích cho lắm. Ok, nói chung lại là mồi hôm nay là vẫn là mồi chua thơm nha, cũng như mọi khi thôi. Đây, mồi chua thơm mọi khi thôi, trộn nước là câu thôi. Mình gấp gáp quá, mình ra ca 2 tới giờ mình không có chuẩn bị mua được cái gì hết các bạn ha. Mua được ít nước uống thôi, đó, đồ dùng có thứ thôi. Ok, bây giờ chờ đợi cá nó ăn nha các bạn. Ok, chờ đợi thì mình sẽ câu tay nha. Câu cá, hy vọng câu cá quay mọi người xem. Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay mình câu 2 ngày 2 đêm săn cá hồ nó lên nha mọi người các bạn. Hôm bây giờ là cũng gần 5 giờ chiều rồi. Đây, mình mới vừa ra cần và đồ nghề vừa xong. Hôm nay mình sẽ dựng cái lều ở ngay chỗ này, 2 ngày 2 đêm ở chỗ này để săn cá nha. Đó, chỗ này mình hay câu lên cá trôi cho các bạn xem nè. Hiện tại giờ nước nó lên tới đây thôi. Mấy nay không có mưa nên nó không có lên nữa. Mình mới cho thủ mình ra được 4 cây nè.
có 4 cây như mỗi khi thôi. Thì mình gắt cái vàng ở đây nè, đó. Hy vọng nha, hy vọng có cá cho mọi người xem. Thì cái mùa này bây giờ nước nó lên cao rồi á, nên tỷ lệ lên cá nó khó lắm. Nên mình hôm nay mình kết hợp cái mồi cám và với lại cái mồi trùng, đó. Tiếp bắt cái xì sủi nữa. Đây là mồi cám nè, còn đây là mồi trùng nè. Hồi sáng mình đi làm á, mình kêu mẹ mình đào ít, đào chắc là cỡ gần ký trùng á các bạn. Đó, đây là mồi câu cá nha. Đó, đây là các thứ đồ đạc các thứ nè. Cái bài chân là mình cũng chưa có ra luôn đó. Còn kia có cái lều nữa, cái lều và cái mền. Mình có một mình thôi. Có cái buồn các bạn nè. Tuần trước mình đi câu không có cá các bạn. Trước mình đi xa lắm, mình đi tới 60 cây số mà không có cá. Không có lý do clip các bạn xem được. Thôi hy vọng hôm nay mình quay lại cái điểm cũ của mình. Cái hồ mình hay đánh. Hy vọng có cá để quay cho mọi người xem nha. Ok. Thì chỗ này bây giờ là mình sẽ chờ đợi kết quả cá nó ăn nha các bạn. Lên cá các bạn ơi. Cá nó đang kéo cần kìa. Xuống chưa? Thấy không? Cần cái này. Nó đang kéo cần. Đó. Một cá trôi, hai nữa là cá rô phi các bạn. Đó. Chắc rô phi rồi. Phi ra trôi đây. Chạy vô các bạn ơi. Chắc rô phi rồi các bạn ơi. Rô phi. Cá trôi. Chỗ đỏ. Nè. Nè. Được con chỗ đỏ các bạn. Mùa này mùa nước lên này câu cá khó lắm, nên tỷ lệ cá ít lắm. Trong hôm qua mình có câu được hai, mình nó câu được hai con, mình không có quay cho bạn xem. Nó nằm ở dưới vỏ nè, một con rô phi 1 kg và một con khoảng ở chừng 6 lạng á, thêm được một con trôi nữa nè. Đó, hôm nay có nhiều cá quay cho bạn xem thôi, không có nhiều. Cuối giờ mình quay tổng kết lại cho các bạn xem nha. Câu cá là vui rồi các bạn ơi. Được rồi, không cần nhiều. Bây giờ muốn có nhiều cá nữa thì không có các bạn ơi. Mùa này kết lắm. Hey, thêm con trôi nữa là 3 con, 2 con rô phi và 1 con trôi đỏ. Đó. Ok luôn. Còn 4 cây không à. Hôm qua gió quá trời, được bình nó tập quá trời luôn các bạn ơi. Đó, hy vọng nha. Này. Mình lên tới đây luôn nè. Quá trời nước rồi. Ok nha. Ok đây nha các bạn. Hiện tại bây giờ là cũng hơn 4 giờ rồi, khoảng là 4 giờ 30 phút rồi. Mình đã thu dọn hết cái cần câu rồi nè. Đó. Và xong cái hành trình 2 ngày 2 đêm săn cá ô hồ Núi Le nha các bạn. Đó, và đây là thành quả. Để mình quay cái kết quả cho mọi người xem. Thì cũng có mấy con cá rô phi to to lắm mà mình không quay được. Mà chỉ quay được mỗi con cá trôi đỏ thôi. Các bạn thông cảm nha. Tại vì nó ăn mình không biết á. Không có bấm máy kịp quay cho các bạn mọi người xem. Nó cũng mất đi cái video hay. Mình cũng không muốn. Thì cái mùa này câu cá rất là khó nha các bạn. Với lại một cái hồ tự nhiên nữa, cá nó kén mồi nữa, nên tỷ lệ lên cá nó không có được cao và cũng không có được nhiều. Cá ăn mồi rất là khôn. Và đây là kết quả của mình. Sau 2 ngày 2 đêm mình săn cá ở hồ này, chỉ có một mình thôi. Đây là kết quả, mình quay cho mọi người xem. Nó hơi tối nha. Đây. Hay lên mình tổng kết lại cho mọi người xem nha. Cũng khá là nặng á. Tầm 2-3 kg gì đó. Đã chưa? Trôi của phi nái. Đây, để mình view lại cho mọi người xem. Đó. Đây nha các bạn, mình đây nha các bạn.
đam mê câu cá, sống cùng đam mê. Và đây là kết quả của cái cuộc hành trình 2 ngày 2 đêm câu cá, quay cho mọi người xem. Ngày hôm qua mình không có quay được cái gì luôn, ngày qua không có cá luôn, cá hồ luôn. Đây nha các bạn, đây là con vô vi khủng mình câu ở, mình câu lúc mà chiều ngày thứ hai mình đã cân ký thử rồi, được 9 lạng, được 9 lạng 85 là coi như là gần 1 ký, chứ còn 15 gram mới thôi là được 1 ký rồi. Con vô vi này nè, đó các bạn không tin đó, mình cân lại cho mọi người xem nè. Đây cái cân nè, có nó có số 00 nha mọi người. Mình không biết là sau 2 ngày rồi nó cũng có bị hụt 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 lạng nào không. Hụt rồi các bạn ơi, nó chỉ còn có 8 lạng 35 thôi. Nó mất hết 1 lạng mấy luôn rồi. Để 2 ngày mà không ăn uống gì hết mà mình còn ốm mà nói gì con cá các bạn à. Đó. Đây. Mình cũng có lên được 22 con goofy cũng vòng trọng nữa. Nè. Con này tầm 4-5 lạng gì đó nè. Cô phi này nè, bạn nhìn thấy nó nhỏ chứ nó nặng dữ lắm các bạn nè. Con đây được con nữa nha các bạn, con này mới dính luôn nè, mới dính đâu lúc 2-3 giờ á, mình thấy nó lên thay mồi thôi mà dễ lên nó nặng nặng, ai ngờ nó dính nó luôn, hồi nào mình cũng không biết luôn nè. Còn con trôi nữa, nó nhảy tới bên kia nè. Đây các bạn nè, nè con cá trôi đỏ nhỏ này các bạn nè. Thôi các bạn à, cái con cá trôi đỏ nhỏ, cái trôi đỏ nhỏ này mình sẽ thả cho nó lớn nha các bạn nha, chứ nó nhỏ quá không ăn uống được gì hết các bạn à. Mình thả cho nó lớn để mai mốt mình con cá để mình câu nữa các bạn à. Nè. Thì bây giờ đi thả nó nha. Đây. Giờ đi thả con cá trôi. Thả để cho nó lớn. Mai mốt để có cá để mình câu và quay làm clip cho mọi người xem. Nha, đi đi nha, cá trôi nha. Mau ăn trống lớn nha. Rồi. Đi. Nó mới quậy quậy xong. Hy vọng là nó không chết. Rồi, ok. Em ấy đã bơi đi ra khỏi tầm tay của mình. Đó, hoàn tất chưa? Còn mấy cái cầm này, gom luôn. Để xíu nữa dọn đồ về, quên gom. Là lần sau mất công tốn tiền đi mua cái giọng mới nữa, khổ lắm. Đó. Nói chung là cái bãi rất là bừa bộn các bạn ạ. Không được đẹp đẽ và sạch sẽ cho lắm. Nhưng không sao này. Được còn lại ba em goofy này mình sẽ về mình chiên tròn nó. Con này là khủng nhất nè. Hằng phi cụ á. Con này cũng tròn thôi. Đó. Thôi, ok. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem cái video này của mình. Nếu mọi người yêu thích thì cho mình xin một like và đừng quên đăng ký kênh và chia sẻ video này với tất cả mọi người cùng xem nha mọi người. Chúc kênh của mình càng ngày càng phát triển nha. Ok, chúc các bạn có một ngày xem video vui vẻ và tràn đầy niềm vui và hạnh phúc nha. Chào tạm biệt.